Nhậm Gia Luân bị CCTV 6 điểm danh vì giọng gốc quá chản trong Thỉnh Quân. Nhậm Gia Luân bất ngờ xuất hiện trong phóng sự về việc sử dụng giọng thật của CCTV 6. Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nam diễn viên Nhậm Gia Luân xuất hiện trong phóng sự về việc sử dụng giọng thật. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, CCTV 6 có phát một phóng sự về vấn đề đang rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Diễn viên có nên sử dụng giọng thật của mình trên phim hay không? Điều đáng chú ý ở đây chính là việc nam diễn viên Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc trong bộ phim Thỉnh Quân lại bất ngờ được CCTV 6 điểm danh trong bản tin nóng hổi này. Trong những bài đăng mà CCTV trích dẫn có một tài khoản viết, cứ nghe thấy giọng anh ấy là lại thấy tụt mốt, không có một chút nào hợp với khí chất của Lục Viêm. Trong đầu tôi đã tưởng tượng sẵn những câu nói, khi đó nói ra sẽ có ngữ khí như thế nào. Kết quả anh ấy vừa cất giọng một chút cảm xúc cũng không có. Cổ vũ diễn viên sử dụng giọng thật nhưng cũng nên cân nhắc xem có phù hợp với nhân vật hay không. Một tài khoản khác cho rằng, giọng gốc của diễn viên thực sự rất tệ, nói thật là nó không thích hợp chút nào, tại sao không tìm người lồng tiếng. Cũng trong phóng sự này, nhà đánh giá phim ảnh Đàm Phi cho biết, việc sử dụng giọng nói thật của diễn viên là một phần trong màn biểu diễn của họ. Chất giọng không tốt có thể rèn thêm, chỉ trừ trường hợp đặc biệt mới dùng đến giọng lồng tiếng, ví dụ giọng nói trẻ con, trong khi đây là một vai diễn trưởng thành, hoặc những diễn viên người dân tộc, những vai diễn cần dùng tiếng nước ngoài, dù vậy cần hạn chế và không nên quá lạm dụng việc lồng tiếng. Ngoài ra, CCTV 6 cũng đề cập vào tiêu chuẩn bình chọn giải thưởng Kim Kê 2020 hạng mục diễn xuất. Tất cả nhân vật phải do trình diễn viên đảm nhận tự lồng tiếng, nếu không sẽ không được vào vòng kế tiếp. Có thể thấy thời gian gần đây, do những yêu cầu và mong muốn từ người hâm mộ, rất nhiều diễn viên nổi tiếng đã sử dụng giọng gốc của chính mình trong những bộ phim mà họ tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, khi công chiếu, thành tích thu về lại không khả quan, thậm chí còn nhận về nhiều bình luận tiêu cực, khiến cả diễn viên và đoàn làm phim bị rơi vào tình thế khó xử. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, ngoài nội dung kịch bản thu hút, đài từ của diễn viên cũng là thứ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Đồng thời đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.